Cái gì? Nhà bún hơn nhà mình một phiếu á? Bực quá đi mất. Không được, em quyết tâm tranh giải gia đình văn hóa. Hiện tại chung cư đang có cháy không rõ nguyên nhân. Đề nghị cư dân nhanh chóng cầm theo đồ đạc quan trọng nhất của mình và tập trung ra xa anh. Khói cháy. À, cái máy chơi game này quan trọng hơn tôi hả? Em cũng thế mà, anh đâu có quan trọng bằng mấy cái túi sách của em đâu. Chắc chắn trò này nhà Loli gây ra. Được lắm. Chị Linh à, em thấy dưới nhà có kiện hàng của anh Long. Tiện nên em mang lên hộ chị. Gì đấy? Gửi anh yêu. Ông xã. Anh về rồi đây. Anh còn dám nói à? Quay đi cho con. Đúng rồi nhá. Em ơi. Tụt phiếu rồi em phải đọc kỹ chứ. Rõ ràng ông Long tòa B chứ không phải tòa A đâu. Bây giờ còn mỗi bà Thủy chưa bỏ phiếu. Mình mà lôi kéo phiếu của bà ấy. Dạo này ra sâu quá. Đúng là có tuổi có khác. Vừa khô vừa nhân. Ôi dồi ôi, làm gì đấy? Chị đang mang mặt nạ. Ôi chị ơi, thời buổi này chăm sóc da là phải chăm sóc từ bên trong. Như em đây này, dùng collagen nhà DHC nên da lúc nào cũng căng bóng sáng mịn, lại còn đàn hồi. Collagen nhà DHC bổ sung đến 7.000mg collagen peptide và 700g vitamin C, tăng khả năng tổng hợp collagen chị ạ. À mà hãng này là không giảm giá sâu như các hãng khác đâu, nhưng em vẫn muốn tặng chị vì chất lượng tốt lại còn lành tính nữa. Để đây chị lấy của em đây này. Rồi có gì bình chọn gia đình văn hóa sắp tới chị ơi. Ui dồi, hai đứa làm gì đấy? Chị ơi là chị không bao giờ nhận hối lộ nha. Không. Thế chị cảm ơn nhá. Xin chúc mừng chị Thủy Điêm đã đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thế là thế nào?